2 năm nó với tao đấy. Không, tiền này không thể đáng giá 20 triệu đồng mới chưa. Con xe đấy quý giá với tao, không thể bán được bằng tiền mới nghe chưa. shopduongphucchien.com, shop bán nick Liên Quân, Liên Minh, Free Fire, Đột Kích, Ngọc Rồng và tất cả các loại game khác uy tín, giá rẻ chất lượng, hãy đến ngay với shopduongphucchien.com ủng hộ mình nhé. Hello tất cả mọi người nhá, mình Phương Thảo đây. Thì nay mình có măn trôn mọi người ạ. À đâu, quên cho xin chuột tao trước phát. Quên mất. Chào các bạn, mình là chuột đây. Chào các bạn, mình là Vô TV đây. Nói mày. Thôi cho cái thằng này đi, nó nhíu nhiều tầng cắp ngắt răng ngang lời mình. Thì nay mình có màn trôn đồng chiến mọi người ạ. Vì mọi ngày ấy, từ khi nó hay lấy xe mình đi chơi ấy, mượn nó ngồi bẩn hết này, xong rồi không bao giờ rửa nó mình. Nope. Nó ngồi thứ hai nữa, lại còn hay mang xe đi giấu này, xong rồi làm sức sân xe mình nữa, sức ngay trên đầu này, xong rồi sức sau xe này nữa. Xong rồi đã thế là còn lại con mà gì nữa. Thế là nay mình đã có màn trôn là con SH, à nhầm, con Dream này của nó. Mình sẽ mang đi giờ mang đi bán để cái hợp đồng. Đi bán á? Anh bảo mày nhá, bây giờ mày mang đi bán xong mày theo anh đưa mày đi đánh bạc. Tại vì là anh có cái cụ lội của anh rất chi là hiển linh. Thôi đi anh ạ. Nói rồi. Đấy, thì mày sẽ mua được 1-2 con SH nữa. Tìm là anh đi không phải lo. Em cần gì SH ấy? Bán xe đi đánh bạc. Em đi bộ cũng được đi. Nhưng mà em phải dành màn trôn kiểu gì phải đặc sắc cho nó. Đây là hợp đồng mua bán, hợp đồng bán xe. Đây. Nope. Hợp đồng bán xe. Đấy, đây là mình giả thôi nha mọi người, chứ không phải thật đâu. Đây là chữ của anh coi phim. Anh coi phim, chữ mày thì mày nói mẹ nó luôn ra đi. Đi học con gái làm đứa ơi, biết chữ đẹp không các bạn? Không phải mình đâu mọi người ơi, chữ mình ơi bị đẹp đấy. Đây là chữ của anh quay phim đấy. Chữ anh quay phim, đính chính lại chữ anh quay phim nha. Thì bây giờ mình sẽ gọi thằng Chiến lên đây là bảo là xe em bị mất rồi, cắm rồi, em bị thiếu một khoản nợ rất là khủng khiếp. Nope. Thì em đã bán nó đi rồi để trả khoản nợ khủng khiếp đó. Khủng khiếp, thật là khủng khiếp luôn mọi người ạ. Vì khoản nợ đấy rất là khủng khiếp luôn. Đấy, bây giờ gọi thằng Chiến là để giải quyết cái khoản nợ khủng khiếp này nha mọi người. Anh Sơn quay đây. Cái điện thoại này. Đây, lấy điện thoại của anh. Thế thì ok. Nhưng mà sao không cắm SH, cắm là Dream làm gì? SH của em, Dream của nó thì đương nhiên là phải cắm Dream rồi. Thì mọi khi hàng ngày nó rất là hay lấy xe của em đi chơi mọi người ạ. Đấy, người mà lấy xe không bao giờ rửa luôn. Ta để bẩn luôn mà lan ra. Hôm thì đi vào bãi cứt trâu, hôm thì đi vào bãi cứt chó. Đã thế đi mày. Alo, sao mà ra ngoài sân bóng này, này em bảo cái này cái giải quyết khoản nợ khủng khiếp, thật là khủng khiếp này nhá. Hả? Không có xe thì đi bộ ra chứ. Nhanh lên, tao không biết đâu, cho mày 5 phút ở đây không nữa là mày bán cả nhà mày đi bây giờ ấy. Nhanh lên nhá. Nhanh lên. Xách dép lên. Thế nhá. Tao đi mày. Xong, mình đã gọi cái thằng cần cái thằng bị trôn ở đây rồi mọi người ạ. Đợi nó thôi, tầm 4-5 phút nó ra. Thì mày không đi giấu con ở đây mày đi. Nhờ. Không, cần mày dắt. Nó đẩy nó. Thế thì đẩy đi. Bum bum bum. Nhanh lên các bạn ơi. Ui trời, trống cẩn thận. Đây đây. Có tổ ấy chứ này không thấy đâu. Đã sát rồi đấy, không, không phải sát sát đâu. Khóa đâu rồi, tôi không phải khóa đâu. Đây nhá, không có chỗ mọi người, bây giờ mình đi ra ngoài này. Đợi Chiến lên thôi. Đợi Chiến đến thôi. Hi hi hi. Thời Chiến lâu quá. Rất xong con xe ra đấy được 30 giây rồi mà nó vẫn chưa ra đến. Khổ thang cái phim cứ phải đi lùi mọi người. Đây mình sẽ đi ngang cho anh coi phim đỡ khổ. Cầm đó xe, chìa khóa xe đi, không tính là đi. Chứ anh coi phim xấu quá. Trèo. Trèo sâu chuột. Chiến lâu, đây nhiều xe lại rồi đấy. May chưa phải là cái giờ nó làm việc nhá, cái giờ á nó làm đóng gạch, đóng bê tông bên kia nó ồn ào lắm mọi người. Mình đã chọn căn giờ đẹp nhất ra đây để quay phim, để làm màn trôn cho mọi người xem. Giờ đẹp kéo thì mình lắng mấy rồi. Nắng đâu? Có còn mây nữa cơ. Kìa, mọi người bên kia có yêu quái. Yêu quái. Mọi người hay xem phim trong tôn ngộ không mọi người? Cứ tao xin mây là yêu quái. Có yêu quái mọi người.
Đúng rồi. Ủa chị đâu, chị đâu? Chị đâu, kìa kìa. Người nếp á, anh. Chị thích à? Bạn, cái gì phải sợ mà anh? Biết đâu ấy, xe đi băng gì bắn để... À, xe đi mày băng hết rồi làm gì? Anh ở đi, anh mạnh mẽ hơn, à, anh mạnh xe hơn. Bây giờ mày em cắm rồi anh ạ. Cái gì? Cắm xe anh để đi đánh bạc rồi. Nhá, cái môn đánh bạc, thể thục, thể thao đánh bạc bây giờ ấy, nó đang làm trên cái top trên Linh Thịnh Hành, cái môn vui chơi giải trí ấy. Cắm xe rồi. Thằng nó bảo cụ nội nó hiển linh lắm anh ạ. Thằng cụ nội của em rất là hiển linh luôn. Anh sợ anh cứ đầu tư coi là ren về cho em ấy. Anh sợ mọc cụ nội anh đấy hiển linh nhá. Em cắn được cái xe sơm quá lớn. Đi đánh bài luôn nhá. Sao còn vẫn lợi tiền. Mẹ mày biết chiếc xe đấy quý giá, đáng giá như nào mà mày bán có 20 triệu hả? 20 triệu là mày nhiều. Mày ra. Thằng đấy ơi. Thế thằng đấy chính thống rồi. Xe đấy hôm em hỏi là có 13 triệu mà nay nó bán được 20 triệu. Thế anh mày mừng biết. Mừng vô tay đi. Mày biết cái... Yeah yeah yeah. Mày biết cái xe này đáng giá tao bao nhiêu tiền không? 2 năm nó với tao đó. Không, tiền này không để đáng giá 20 triệu đồng ấy chưa? Con xe đấy quý giá với tao. Không để bán được bằng tiền mấy cái chưa? Không bán tiền. Thế 25 triệu bán đâu? Đeo anh 30 triệu. Đeo anh bán về đâu? 30 triệu bán đâu? 30 triệu bán đâu? Xe đấy tao không bán, tao không bao giờ tao bán. Bởi vì nó đã yêu tao, không bao giờ tao bán. Yêu quá. 50 triệu bán đâu? Tao 1 không bao giờ bán. Bán đúng không? 1 tỷ bán đâu? Nói mày biết nhá. Cái gì là của tao nhá. Của mày là của mày, cấm động là của tao, nghe chưa? Còn chiếc xe này ấy, mày mang... Cho tao đếm động, thằng Sơn chuột tao động. Thì sao ký đây là con xe nào của mày đây? Nó bảo ra bán người dắt xe là nó. Người cầm tiền là tao. Trả tiền đâu? Nó tham tiền rồi, nó lấy tiền nó đi đánh bạc rồi. Không rồi. Nó cắm con lô nghìn điểm anh ạ. Tao đeo chị. Từ 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 từ. Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh. Mọi chuyện đâu còn có đấy. Sau 6:30 chiều nay con xe của đem của anh chắc trở về nguyên vẹn. Đúng rồi, trời quả lớn luôn. Tao không biết chúng mày làm như nào. Nhưng mà tao ấy 25 phút nữa mà đeo xe giờ đem của tao về đây ấy. Mày chúng mày mỗi đứa một chó. Cái thằng đó. Ôi bán SH luôn nhá, cái chưa. SH tao đéo cần. Ờ cần. Nó giấu ở nhà nó rồi. Bán đâu? Cái bán đâu? Bán đâu á? Bán ông thùng đất. Ai dạy mày bán? Ai dạy mày cái khốn láo này hả? Nó làm hợp đồng với tao ấy. Ai làm? Thằng đấy. Không biết được, tự nhiên thấy nó ở đường ấy. Thế này em bảo là ôi mua xe không? Nó bảo ok mua. Nó bảo mua luôn. Thế là tầm độ 6:30 là nó mang tiền. Mày giỏi rồi nhờ. Đúng rồi, giỏi. Thế phải vô tay chứ giỏi gì giỏi mà mạnh nhất. Cầm đi đây, cầm đi đây. Tại sao? Cầm bông lên. Giỏi quá của mình đánh à. Cầm bông lên. Không, giỏi quá của mình đánh à. Cầm lên đây. Láo là thuận đây. Mày ơi. Cầm lên. Láo. Ai lại cho mày láo thế? Mày ơi. Mày ấy chiếc xe đâu? Bán cho thằng đi đường nữa. Ai bán? Ai bán? Mày bán, con mông ấy. Thế bây giờ tao hỏi mày là mày ai bán, mày là bảo sơ chuột. Mày thích mấy cái mình bảo là ai đó. Nó đổ tội em ấy. Đập vào. Nó lẹo không? Nó lẹo không? Quay đâu ơi? Đập vào. Mẹ ơi. Mùa của mày nha. Lên xe đây. Anh nó bảo lợi sợ anh quá cơ. Ôi đừng. Đánh nó đi, đánh nó đi. Đánh tao à? Đánh nó đi. 3-1 phải không tròn, không trồn, không què. Mày đứng lại. Mày đi anh em. Mày tao chừa cái tội. Cứ thích trêu chị à? Lãng láo với cụ à? Mày giỏi mày thằng ơi. Mày đánh tao đấy. Xe mày mất rồi. Gì đúng ai chúng mình cũng chẳng có gì. Xin chào tất cả các bạn nhé. Thì bây giờ giới thiệu tới các bạn một cái ứng dụng có tên là Link Mắt Trời nhé. Ứng dụng này chị sẽ để phần thứ để link tải phần dưới phần mô tả và comment nhé. Mọi người vào chat play và tải nhé mọi người nhé. Trên iPhone thì tầm 1 tháng nữa thì có mới tải trên iPhone nên mọi người và đang dùng máy Samsung các thứ thì vào chat play tải nhé. Có tên là Link Mắt Trời nhé anh em. Chị đã tải đầy sẵn rồi. Để chúng ta cùng người xem nhé. Đây lúc này đây là bản tin anh em ạ. Đấy còn đây là phần nhắn tin. Đâu phần trang chủ còn đây. Đấy chat và chính chưa chat với ai cả. Đây là phần cái này của mình. Đấy còn mình sẽ lướt bản tin rất là nhiều anh xin luôn.
đấy, cái xin này đấy. Nói chung là cái bạn làm quen luôn, nào, công ty luôn, trò chuyện luôn, đấy, hello, chẳng hạn. Đấy, ok, mình giới thiệu cho các bạn nhé. Thì những cái rất là hay luôn, mọi người cùng nhau vào tải và về để tán nhau đi nhé. Rất là nhiều bài xinh và trai đẹp cho mọi người nhé. Và cho mọi người nhanh tay vào tải nhé, mình sẽ để phần link cho tải của mình mô tả mọi người nhé, ok.